Xin chào các bạn, tôi Tú Vàng, hướng dẫn các bạn trên trang web là fangtu.com. Video này tôi sẽ tiếp tục các bạn hướng dẫn các bạn học phần mềm Blockchain Pro 19 đây. Thì video trước chúng ta đã tìm hiểu xong được hai cái ví dụ là phần đầu tiên là nhào nặn da nè, xin lỗi nhào nặn khuôn mặt nè. Tiếp theo là chỉnh số mụn rồi nè, mịn da. Video này chúng ta sẽ tới cái phần này đi, là chúng ta sẽ chỉnh những phần ánh sáng bạn, lighting này, ánh sáng. Mỗi cái video chúng ta sẽ tìm hiểu một chút với bạn, từ từ các bạn xong đây. Đây là cái mẫu chúng ta nè. Bây giờ chỉnh cái phần ánh sáng đó, rồi cái phần ánh sáng chỗ gò má nè, sáng hơn chút đó, cái phần mũi nè, ánh sáng mũi nè, làm cho cái sống mũi cao lên, cái phần màu da tổng thể nè, nguyên cái gương mặt nè, bạn thấy chưa, đơn giản mà ha. Đây nó sử dụng cái phần ánh sáng nó giống như bạn cầm cái đèn, bạn rê qua cái nhân vật người mẫu ta vậy. Cái phần này tôi thấy là hay nhất, theo tôi cảm thấy là ok nhất của cái phần mềm này. Rồi, ta sẽ bắt đầu ha bạn. Từ trước tôi hướng dẫn bạn hai cái này lại. Một là cái face scrub nè, nhào nặn nặn cái khuôn mặt ta. Cái thứ hai là làm mịn da, skin rồi. Video này ta sẽ tới cái phần thứ ba, cái phần ánh sáng, lighting đây. Rồi, phần này ta thấy rất hay nha bạn. Đầu tiên thì bạn bật lên đi. Rồi, thì cái tab nào bạn sẽ thấy nó có cái mask nè. Thì bạn phải lít vào bạn kiểm tra cái phần mà nhận diện được cái phần phần mặt nạ nó đúng chưa. Thì trong trường hợp này nó nhận diện cái phần mặt nạ của cái da nè bạn. Cái da gì là đúng, hơi thiếu cái phần tay nè. Nhưng mà cơ bản thì video này đơn giản thôi, nên ta tập trung trước cái phần gương mặt thôi. Nó gương mặt thì nó sẽ không lố vào cái phần con mắt các bạn. Con mắt với cái môi nè. Trường hợp nào nó chưa có thì bạn hãy là lít vô đây nè. Extend là cộng thêm. Cosplay là bạn trừ ra. Cái cọ vẽ các bạn, ví dụ như nó lố ra đây, ví dụ ha. Đó, thì bạn lít vô cái cosplay. Ở đây là cộng thêm, cosplay là cắt, xóa, gì thôi. Rồi. Ok cái phần mặt nạ rồi thì bạn lít vô ok. Rồi để chúng ta chỉnh cái phần ánh sáng trên phần da cho nó đúng. Rồi tiếp theo thì trong cái phần mask mặt nạ rồi thì bạn sẽ tới cái phần chính này. Cái phần này rất hay nè, ta sẽ chỉnh cho bạn xem. Bạn nha, bạn nhìn kỹ trên cái gương mặt của cái cô người mẫu nè, cô bé này nè. Cái phần ánh sáng á. Còn ở đây chính là cái bạn giống như là bạn đang cầm một cái đèn các bạn. Bạn rọi lên cái gương mặt của cô bé này. Nó chưa đang ở cái trên đỉnh đầu nè. Đó. Thấy chưa? Thì khi tôi đã hỏi đâu thì bạn nhìn cái khuôn mặt cô bé đó thì nó bị tối đó. Tính năng này tôi cảm thấy rất là hay bạn. Tôi cảm thấy tính năng này là hữu ích nhất của phần mềm này. Thấy chưa? Nó giống như là chúng ta đang thao tác một cái đối tượng trong môi trường 3D vậy, chứ không phải đây là một cái bức ảnh 2D. Chứ không phải là một bức ảnh chụp nữa, nhưng mà nhìn nó rất là hiệu quả. Thấy chưa, đây là bạn thay đổi, bạn rê trên đây cũng được, là dùng chuột rê hoặc là bạn rê hai đây cũng được, qua trái phải này lên xuống. Thấy chưa, rất là ok bạn, rất là đẹp. Thì đây là một cái lỗi tôi thấy nhiều bạn chỉnh sửa ảnh dễ bị lắm. Thứ nhất là về cái phần mà chỉnh sửa này nè, cái phần này gọi là nổi khói. Những bạn nào mà học bên chuyên về bên mỹ thuật hay gì đó thì bạn sẽ biết về phần nổi khói, nghĩa là một cái bức ảnh chúng ta, một cái nhân vật chúng ta thì nó sẽ có phần highlight, phần midtone và phần shadow, nghĩa là vùng sáng và vùng trung tính là bình thường á, và cái vùng tối. Còn các bạn thì các bạn làm cho tất cả nó bằng trang nhau, nghĩa là tất cả một là sáng hết hoặc tất cả là trung tính hết, nó không có phân biệt rõ những cái vùng đó. Ví dụ như là tôi lấy ví dụ này theo cái giải thích cá nhân thôi, có thể là đúng ha hoặc là sai với bạn, thì bạn thao có thể là tiếp thu được cái phần kiến thức này cũng là hay. Thì nhất là ví dụ như tôi nói gì giờ, thứ nhất là phần sáng đi ha. Phần sáng thì phần tôi nói ví dụ, ví dụ như phần trán nè, thường nó sẽ có phần ánh sáng nó phản chiếu lại, đó là cái vùng highlight. Hai gò má vùng highlight, cái vùng mũi là vùng highlight. Phần sống mũi này nếu mà nó sáng nhiều thì có cảm giác giống như là cái gì, giống như là cái mũi cao. Rồi cái phần cằm nó vùng highlight. Ngược lại chúng ta sẽ có những cái vùng shadow. Vùng shadow là vùng tối bạn. Tôi vẽ thử những cái vùng shadow cho bạn xem thử nha. Thì thứ nhất là cái phần thường cái gương mặt chúng ta không có nhìn trực diện đâu bạn, thường nó sẽ bị lệch bao nhiêu đó. Thì thường các bạn chụp hình những người mẫu ta thì cái phần gương mặt nó sẽ bị lệch qua bên, nhìn nó mới đẹp. Thì cái đây cái góc mà nó bị khuất á, thì nó sẽ là cái góc shadow tối nè, một bên mặt thường vậy. Cái phần mũi nè, thường nó sẽ là phần shadow phần dưới mắt nè, thường là phần shadow nơi tối hơn tí. Cái phần dưới môi nè, là những cái vùng mà shadow bạn nó sẽ hơi tối hơn so với những vùng khác. Đó, đơn giản như thôi.
Tiếp theo thì chúng ta coi chúng ta tới đâu rồi. Tới cái phần làm theo các bước ở đây nè bạn. Đầu tiên là mở cái ta mở này rồi nè. Mở cái tab là chỉnh định cái phần ánh sáng nè bạn. Lighting là skin lighting đây. Cái bước thứ hai là chỉnh phần skin color. Thì nó nằm ở dưới đây nè bạn. Skin color đây. Đâu rồi? Skin color đây. Nghĩa là cái màu của cái giá bạn skin color nè. Thì nó yêu cầu chúng ta là chọn cái màu da tự nhiên bạn. Đây. Nó sẽ có nhiều màu đó bạn. Thì bạn hãy chọn cái natural là tự nhiên nè. Rồi đó các bạn sẽ rê thử. Rê khoảng 80. Bạn nhìn cái làn da nha. Thấy chưa? Da nó sẽ sáng lên. Rê khoảng 80. Rồi. Da nó sáng hơn các bạn. Nhấn Enter nè. Xem kết quả nè. Thấy chưa? Ta sẽ xóa mụn. Và làm cho da mịn sáng lên. Khác một trời một vực luôn các bạn. Thì các bạn nào nếu mà đã rành về Photoshop thì không nói gì. Còn những bạn nào chưa biết, chưa mới á, thì làm gì đều quá đẹp đó, ok rồi. Rồi tiếp theo cái bước thứ tư là chúng ta sẽ làm gì? Bước thứ tư là sẽ dùng cái chỉnh bên ngoài khuôn mặt đây, di chuyển đến 80. Đó là cái gì ta? Đây nè bạn. À, cái này là chỉnh bên cái phần bên ngoài khuôn mặt á, phần nền nó cho nó sáng lên khoảng 80. Thấy chưa? Rồi. Bước thứ năm là bạn sửa lại phần ánh sáng, fit lighting đây đây nè. Nó nằm ở trong đây nè bạn. Fit lighting là ánh sáng nó nằm dưới đây nè ha. Nhưng là cái này là dùng làm gì? Cái này là dùng cho ánh sáng các bạn á, cho nó trang đều hết cho cái khuôn mặt. Ta làm thử cho bạn hình dung nè. Thấy chưa? Nó nhưng mà ta chỉnh khoảng 30 thôi, ít thôi bạn. Chỉnh nhiều quá thì nó làm biến dạng khuôn mặt của ta. Giống như cái phần ánh sáng nó lan tỏa hết khuôn mặt chúng ta, là mất đi cái phần mà góc cạnh, phần shadow, phần highlight, phần nổi khói. Ta chỉ cho nó vừa thôi. Mặc định bằng không thì nó sẽ là lon lỗ lắm bạn. Chỗ quá tối, chỗ quá sáng. Ta sẽ tăng lên khoảng 30 để cho nó lan đều ra. Thấy chưa? Lan đều ra cái khuôn mặt chúng ta. Nhìn nó mịn màng hơn. Nó là cái phần ánh sáng nè bạn. Thực ra chỉnh ảnh này là cái phần mà chúng ta điều chỉnh giống như chúng ta nhiếp ảnh nha. Ta chỉ chỉnh cái phần ánh sáng thôi. Rồi xong được cái bước số 5 rồi. Thế bước số 6 là phần chỉnh mẫu. Cái mẫu modeling là gì? Là khi mà bạn thấy trên những cái quyển mà tạp chí đó, bạn thấy cái phần những người mẫu ta thì có phần highlight shadow rất là nổi khói, rất là đẹp. Thì ta sẽ tăng cái modeling như bạn sẽ thấy nè. Thấy chưa? Nó sẽ có phần như ta nói bạn ở video trước, ở video đầu á. Khi bạn kéo lên thì bạn sẽ thấy nó sẽ phân biệt rõ phần highlight và shadow. Thấy chưa? Phần trong hiện tại thì chúng ta chỉnh khoảng 30 là được rồi. Nhưng mà tôi sẽ cố tình tỉnh lên tới 100 nè. Tới 100 luôn để cho bạn thấy rõ. Bạn thấy chưa? Thì cái phần bên đây nó sẽ là phần shadow, phần tối nhiều nè. Đó. Còn phần còn lại là phần highlight. Mà chúng ta chỉnh vừa thôi bạn. Chỉnh khoảng 30 thôi. Cái gì cũng vậy, chỉnh quá thì nó sẽ hư hình. Rồi. Là chúng ta chỉnh cái modeling nha. Tiếp theo tới bước thứ 7 rồi là scoop noise. Chúng ta chỉnh cái mũi thôi. Đây nè, chỉnh cái mũi nè. Thì như tôi nói bạn rồi là cái mũi này nếu bạn chỉnh cái phần độ sáng của cái sống mũi, cái dọc sống mũi nè, nó rõ lên, nó sáng lên, highlight lên thì nó sẽ tạo cho người nhìn nó cái cảm giác giống như là cái sống mũi của này rất là cao. Bạn thấy chưa? Sống mũi rất là thẳng, rất là cao luôn, nhưng mà chúng ta không cô nên quá cao vậy. Khoảng 40 thôi, này ta chỉnh lên 100, chỉnh khoảng 40 thôi bạn. Làm quá thì khi mà bạn trả hình cho khách á thì không có giống như như thực tế ngoài quá thì người ta cũng không chịu, người ta nói là làm giả. Ta chỉ là chỉnh cho nó hơi đẹp hơn hơi tí thôi. Chứ chúng ta có thể là chỉnh cho đẹp như người mẫu á, chúng ta vẫn làm được các bạn. Ta vẫn làm được đẹp như người mẫu luôn, đẹp như là phẫu thuật thẩm mỹ luôn, nhưng mà chúng ta chỉ chỉnh cho nó tương đối thôi, cho nó giống thật ngoài nữa, chứ không nên làm quá khác biệt. Nhưng mà chúng ta làm được ha, như ta sử dụng những cái này chúng ta làm rất được, rất là dễ luôn, thấy chưa? Bởi vì các bạn mà xem những bức ảnh trên poster hay trên phim ảnh rồi trên đó thì ở ngoài đời nó không được đẹp gì đâu các bạn. Rồi ta tới bước số 8 là chỉnh cái gì? Cái pose này là gì? Cái này là cái phần mà cái đôi môi chứ nè bạn. Nó sẽ cái phần mà shadow bạn. Cái phần mà tối dưới cái đôi môi nè, giống như đôi môi bạn chề ra mình đưa ra vậy. Thấy chưa? Bình thường nó không có, bạn phải làm cho nó một chút nhìn nó mới trông tự nhiên, đôi môi như dày dặn hơn. Thấy chưa? Giống như đôi môi bạn dày hơn thì cái phần dưới môi nó sẽ màu tối hơn, thấy chưa? Thì người ta chỉnh khoảng chừng 35 thôi. Ok, enter nè. Thấy chưa? Rồi tiếp theo chúng ta tới cái bước số 9 là Smoky Eye. Thì những bạn nữ nào chắc biết cái này rồi. Smoky Eye là làm cho mắt khói á. Những bạn nào
chưa có biết về trang điểm hay là bạn nam á thì chắc chưa biết gì này lắm, thì có thể lên Google đánh thử mắt khối là gì bạn, khối mắt chứ, mắt khối hay khối mắt gì đó, thì là làm cho một cái quầng đánh trang điểm các bạn, một cái quầng phấn ở trên đây nè bạn, tôi sẽ làm thử cho bạn dễ hình dung á, thấy chưa? Là tôi cố tình kéo thiệt là mạnh luôn, 100 là nó tạo cái điểm nhấn trên cái phần mi mắt trên, mi trên, ta gọi là cái xu hướng là smoke smoke eyes, là mắt khói đó. Thường ta cũng chỉ ít thôi bạn, khoảng 40 thôi. Mắt khói là phần ở trên mi mắt. Sau này chúng ta sẽ vẽ đường line, đường mắt ở dưới nữa. Nói chung là nhiều lắm. Nhưng bạn nào mà rành về trang điểm đó, thì bạn tuân thủ theo nguyên tắc đó là ok. Áp dụng vô trong phần mềm chỉnh sửa ảnh là quá đúng luôn. Quá đúng bài luôn. Rồi, giờ đơn giản là xong rồi đó bạn. Thấy chưa? Tôi sẽ cho bạn nhấn enter cho bạn xem cái kết quả. Lưu hoạt bích dưới đây cũng được. Đây là trước nè. Mụn rất là nhiều. Lông mày không có đậm và không có mắt khói, da rất là mụn rồi. Phần dưới đây nè, phần mũi rất là sống mũi rất là lùn, sống mũi cao liền, da mịn, sáng, lông mày. Rồi, ok hả bạn? Rồi tôi kết thúc video này tại đây. Tôi là Tú Phan đã dẫn các bạn trên trang web là fankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.